Anh ơi, anh xem giùm em với viên kim cương này em mới nhặt được mà không biết là thật hay giả. Anh có cách nào test cho em được không? Anh có cách này. Dạ. Thêm cho mày nhá, là bên anh có dịch vụ kiểm tra kim cương tận nơi. Đây là kim cương thiên nhiên em ạ. Anh ơi, chắc chưa anh? Chắc rồi em ạ. Đây là máy soi kim cương của GA, một đơn vị kiểm định kim cương nổi tiếng trên toàn thế giới. Dạ. Thì lát nữa anh cho em mượn cái máy này về nhà, em soi mấy cái viên ở nhà nhé. Sao phải mượn? Khi nào bên em có nhu cầu, hãy gọi điện cho công ty anh. Công ty anh có dịch vụ soi kim cương tận nơi, mọi lúc mọi nơi, miễn phí em ạ. Một thế tốt quá nhỉ. Em cảm ơn anh nhiều nhé.